Sáng ngày 25 tháng 3, tại thành phố Vinh, tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ cho 22 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc có phần vào sự phát triển của tổ chức đoàn trong giai đoạn 2016-2020 và trao bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 21 tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai và trực tiếp tham gia công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị trong giai đoạn 2016-2020.